Chào mọi người nha. Hiện tại thì khách đưa tang ghé viếng cậu Năm nha mọi người. Bây giờ quá là làm bà con cô bác nên trước phù hộ cho mấy bà già ở lại trường mạnh giỏi, được năm nào mừng năm nấy con. Mình đi đưa đám như đây hả cô? Đưa đám không? Đưa đám mà. Đưa xong hả con? Đưa xong rồi con, đưa xong rồi lại đây thăm chú Linh. Cái đó mình nhiều đó, mấy cái mã đó. Bức hòa đẹp. Bên đây thì bò, để xôi, cho sung niên, cho đậu xanh vậy ha. Bánh giống bò quá. Bò hai dưới sau hai bên. Đó, bây giờ định vô quay hàng cảnh đầu cái mộ của cậu hôm đó là như là đang hàng cảnh đầu tiên hôm đó quay qua quá giờ ghé lên chỗ nào quá chị em được đứng chỗ ăn ơi bánh mì đầy không à không chị ơi chị ghé ăn gì vậy ghé gì rồi chị ra ghé cho mình thôi không còn tôi nói thằng ấy ghé vô ăn gì trâu bò trên ăn sao mà về luôn cũng chưa rồi nãy giờ mấy cặp hả thì nói chị nói nó nhiêu đó mà lo không được ở trong nhà mấy cô ở đâu là hôm nay là còn 6 ngày nữa đó. Dạ là 100 ngày. 6 hả chị? 6 ngày nữa là 100 ngày tính ra tới ngày thứ 3. Tính ra là ngày nào cũng có người hết rồi. Đây là giò xương sớm nấu chưa có gỗ nó em không tắm mẹ hết rồi.
Em sẽ quay một vòng nữa cho mọi người xem ha. Người xem mà cho em xin một like và đăng ký ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây thấy cái bó hoa của con nuôi của nghệ sĩ Tú Vũ Luân. Mọi người xem mà cho em xin một like và đăng ký ha. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Quá đẹp luôn, nhìn cái mỏ con năm rồi, quá đẹp luôn người. Chị bàn thờ cậu bánh là bánh gì trời? Nít hả? Nít. Rồi, mọi người xem mà cho em xin một like và đăng ký ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Bye bye mọi người.